Thưa quý vị, trong câu chuyện phúc âm lần trước chúng ta đã biết sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người. Dù không muốn đối diện, cái chết bao giờ cũng đối diện với chúng ta. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Và điều kinh khủng nhất của sự chết là chúng ta không biết bên kia cái chết có gì. Để có thể đối diện với cái chết mà không sợ, chúng ta phải có đức tin vào cuộc sống đời sau hay nói đúng hơn niềm tin vào sự phục sinh hay là sống lại nếu sự chết là kẻ thù lớn nhất của con người thì sự sống lại là hy vọng lớn nhất của con người quý vị có tin vào sự phục sinh không quý vị có tin là người chết sẽ sống lại không nói đến việc người chết sống lại người ta thường nghi ngờ và đặt câu hỏi chẳng những ngày nay mà ngày xưa cũng vậy. Sứ đồ Phaolô đã đối diện với những người đặt câu hỏi người chết sống lại cách nào lấy thể xác ở đâu mà sống lại thì ông đã trả lời như sau. Câu hỏi thật ngây ngô khi anh em gieo giống nếu hạt giống không chết đi thì sẽ không bao giờ nảy mầm sống lại. Cây non từ hạt giống mọc lên trong khác hẳn hạt lúc hạt đậu lúc ra xuống đất. Đức Chúa Trời cho nó hình thể theo ý Ngài. Mỗi loại hạt giống sinh ra một loại cây. Sự sống lại của người chết cũng vậy. Chết là thân thể hư nát nhưng sống lại là thân thể không hư nát. Chết là thân thể xương thịt nhưng sống lại là thân thể thần linh. Vì đã có thân thể xương thịt tất nhiên cũng có thân thể thần linh. Tôi xin tỏ cho anh em huyền nhiệm này. Chúng ta sẽ không chết hết nhưng tất cả đều sẽ biến hóa trong giây lát trong chớp mắt khi có tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát nữa và chúng ta những người còn sống sẽ được biến hóa. Câu trả lời của sứ đồ pha lô trong Kinh Thánh cho thấy rằng sự sống lại của con người cũng giống như cái cây phát xuất từ một hột giống. Hột giống chết đi thì cây mới mọc lên được. Và cây mọc lên với sự sống từ trong hạt giống hoàn toàn khác với hột giống. Cây đậu khác với hột đậu, cây lúa khác với hột lúa. Dù cả hột và cây đều là một. Sự sống lại của con người cũng giống như vậy có người chúng ta sẽ sống lại với một thân xác mới như thân xác của Chúa Giêsu sau khi Chúa sống lại. Những vết sẹo trên người Chúa vẫn còn vì Chúa đã bảo sứ đồ Thomas đến rờ vết sẹo đó. Nhưng đó là một thể xác đặc biệt không giống với thể xác sau khi chết và đó cũng là điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người như lời Chúa đã dạy trong dây lá trong chớp mắt sẽ có tiếng kèn cuối cùng, vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại với thân thể không hư nát và chúng ta những người còn sống sẽ được biến hóa. Khải huyền là sách cuối cùng trong kinh thánh cũng cho biết như sau: Biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển, tử vong và âm phủ cũng giao nộp người chết chúng giam cầm. Thiên Chúa là đấng tạo dựng muôn vật mọi loài từ chỗ không có gì cả. Dĩ nhiên Ngài có thể thu nạp những đám tro tàn, những thể xác đã tan vào lòng biển và lòng những thú vật để tái dựng con người. Vấn đề là chắc chắn sẽ có sự sống lại của thần xác. Sư đồ Pha-lô cũng dựa vào suy luận thương tình của con người cho thấy rằng sự sống lại của con người là điều chắc chắn sẽ xảy ra, nếu không là sẽ vô lý vô cùng. Ông nói, nếu người chết không sống lại thì chúng ta cứ ăn uống thỏa thích vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Đó là lý luận của những người sống buông thả cho rằng chết rồi là hết. Nói khác đi, nếu không có đời sau nếu không có sự sống lại thì dạ gì mà có niềm tin dạ gì sống nhân từ ân hậu cứ sống buông thả hưởng thụ vì chúng ta sẽ chết và chết rồi là hết nhưng thưa quý vị đó là lý luận của những người không đáng cho chúng ta tin kinh thánh nói tiếp ngay sau đó đừng để bị người ta mê hoặc giao thiệp với người xấu anh em sẽ mất hết tính tốt đừng để người ta mê hoặc chủ trương này hãy ăn hãy uống vì ngày mai chúng ta sẽ chết đó là lý luận của những người không biết chân lý và phủ nhận chân lý thật ra bằng chứng mạnh nhất chắc chắn nhất về việc con người sẽ sống lại là sự kiện Chúa Giêsu đã sống lại sứ đồ Phaolô viết nếu người chết không sống lại thì Chúa cứu thế cũng đã không sống lại. Nếu Chúa cứu thế không sống lại thì lời giảng dạy của chúng tôi vô ích và đức tin anh em mất nền tảng. Nếu chúng ta chỉ hy vọng nơi Chúa cứu thế về đời này mà thôi thì trong cả nhân loại chúng ta là những người bất hạnh hơn hết. Thật đúng như vậy. Nếu Chúa Giêsu không sống lại hay nói đúng hơn nếu người chết không sống lại thì tất cả mọi niềm tin đều không có giá trị. Kinh Thánh viết tiếp, Chúa cứu thế thật đã sống lại, Ngài sống lại đầu tiên trong muôn triệu người sẽ sống lại. Trả lời cho những tín hiệu có người thân qua đời và họ buồn rầu thất vọng, Sư Đầu Pha Lô viết, Thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận của những người đã khuất để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. Chúng ta đã tin Chúa Giêsu chịu chết và sống lại, tất nhiên cũng tin Đức Chúa Trời sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giêsu cùng trở lại với Ngài. Chúng tôi xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa. Chúng ta là người còn sống và đang sống đến ngày Chúa trở lại sẽ không đi trước những người qua đời. Vì khi có tiếng truyền lệnh tiếng của thiên sứ trưởng và tiếng kèn của Đức Chúa Trời chính chúa từ trời sẽ giáng xuống lúc ấy những người qua đời trong chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết sau đó chúng ta những người còn sống trên mặt đất sẽ cùng với họ cất lên trong đám mây để nghinh đón chúa giữa không gian kinh thánh dạy đầy đủ và rõ ràng về việc người chết sống lại và chính chúng ta sâu kín trong tâm hồn chúng ta cũng biết rằng chết rồi không phải là hết Kinh Thánh dạy, phận con người là phải chết một lần rồi sau đó chịu phán xét. Kinh Thánh sau khi nói biển trao trả các thi hài nằm trong lòng biển và mọi người sẽ sống lại thì cho biết tiếp rằng mỗi người sẽ bị xét xử. Phải ra tòa, phải đứng trước tòa án là điều không ai muốn xảy ra cho mình. Nhưng Kinh Thánh lời của Đức Chúa Trời khẳng định cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta không ăn năn không quay trở lại tôn thờ chúa chúng ta sẽ không tránh khỏi tòa án và hình phạt của ngài kinh thánh dạy những người hèn nhát vô tín hư hỏng sát nhân gian dâm tà thuật thờ thần tượng và dối trá đều phải hồ lửa diêm sinh đó là chết lần thứ hai Chết lần thứ hai không phải là lỗi nói ví von Nhưng là một sự thật sẽ xảy ra cho những người phủ nhận Và khước từ ơn cứu rỗi của Thiên Chúa Chết lần thứ hai là cái chết tâm linh đời đời xa cách mặt Chúa Có người không phải chỉ có thân xác Mà còn có phần linh hồn Linh hồn bất diệt và linh hồn chúng ta sẽ đi về đâu, sẽ sống ở đâu, tùy nơi quyết định của chúng ta hôm nay. Ngay cả những người vô thần mà còn tin có đời sau, còn nghĩ đến thưởng phạt, chúng ta lại càng nên chú ý hơn nữa về điều này, về sự thực hữu của thiên chúa, về giá trị của linh hồn. Chúa Giêsu dạy, nếu một người chiếm được cả thế giới nhưng mất linh hồn mình thì có ích gì? Vì không có gì đánh đổi được linh hồn. Chúng ta dành quá nhiều thời giờ cho cuộc sống thân xác ngắn ngủi này nhưng có dành giây phút nào cho linh hồn cho cuộc sống tâm linh không